đang say sưa hát thì bỗng mắc ho. Mỹ Tâm lập tức có pha xử lý siêu hài hước nhưng vẫn được ủng hộ nhiệt tình. Em định hát mà em nhớ ra là không nên hát câu đó. Dạ tại bởi vì câu đó là mình phải ngưng lại, xong rồi mình ho một cái rồi mình mới hát tiếp. Cái kiểu đó vậy. Nói thật với quý vị là em đang bị ho thiệt. Hôm qua diễn xong về ho nhiều hơn nữa, nhưng mà mình gồng phải không? Mình phải free. Thank you. Freeze. Ok, đó, cho nên là hôm nay em gồng. Em phải không được uống đá rồi các kiểu để tối nay đi diễn xong đi rồi mình bung lụa sau. Đó, cho nên là bây giờ em nhờ khán giả làm một cái điều hết sức là dễ thương như thế này. Đó là chúng ta có thể cùng vỗ tay một cái đoạn này được không?